Rồi cảm ơn chú nha. Nhắm cửa lại rồi, cảm ơn chú. Rồi kiếm chỗ nào ngồi chờ anh em ở chứng chứng minh qua cái gì thì đem vô ấy hả? Đúng không? Ừ. Mình phải làm giờ mình phải đem giấy vô trước không? Làm giấy. Chờ lấy chứng minh này tính. Bữa nay tiền đi chơi nhưng mà quên đem giấy chứng minh này nha các bạn ơi. Mua ghế ta. Ok. Cái gì? Kệ đó còn kìa. Mình ở đây mình chờ hả? Ở đây chờ lấy giấy chứng minh đi rồi ta. Chốt luôn. Mình đang xếp hàng chờ để lấy vé. Giờ này là 4 giờ 35 rồi. Chuyến máy bay là 15 giờ 40. Em ơi. Xong qua mấy giờ đi vệ sinh này, nhưng tiền với Khánh ở đây. Mình đi lúc 9 giờ 10 hả bạn? Nè, 19 giờ 10. 7 giờ 10. 7 giờ 10. Mình ra tới mỏi chắc 7 giờ 45 quá. Ra ngoài vẫn còn đi chơi được. Rồi ba chị em đi lên đầu. Giờ sau khi mà vượt qua rất là nhiều chướng ngại vật đó thì ba chị em lên được tới cổng cửa, chờ xíu nữa tới giờ thì lên máy bay. Hồi nãy giờ có rất là nhiều cái mà mình cảm thấy rất là bực mình, tại vì đây là lần đầu đi máy bay. Thì bây giờ Khánh sẽ kể lại cho ông bà cô chú chị và các bạn cùng nghe. Hồi nãy là cảm thấy rất là bực mình nhưng mà giờ nghĩ lại thấy mắc cười đó. Thì giờ coi như là y như là cái chuyến này lần đầu tiên đi máy bay mà mình cảm giác giống như là tâm tạng mà đi thỉnh kinh vậy đó. Hết chuyện này rồi tới chuyện kia, rồi hết đứa kia cái nó tới chuyện nọ. Lúc đầu á, ngày hôm qua 11 giờ 30 mấy phút thì Khánh có lên trên mạng để Khánh search, rồi Khánh đặt vé máy bay. Thì Khánh đặt, mình ghi thông tin của mình lên đó rồi, thì bắt đầu là có một cái cô này gọi điện lại cho Khánh á, thì kêu Khánh là chuyển tiền vô cái số tài khoản này thì em sẽ đúc vé cho chị đó. Thì Khánh cũng chuyển tiền vô cái số tài khoản đó, chị chuyển tiền thành công luôn rồi. Rồi Khánh có hỏi lại là mình đi như thế nào, thì cái cô đó thì có nói là tới giờ thì mình vô, thì mình cứ vậy thì mình đem chứng minh theo rồi mình đi thôi. Thì Khánh nghĩ là đơn giản vậy thôi. Thì cái Khánh nói là tổng cộng là mua 3 vé là 2 triệu chín mấy á. Rồi 1 triệu chín mấy. Ủa? Không, 2 triệu chín mấy đúng rồi đó, 2 triệu chín mấy. Xong cái sau khi mà ba chị em ăn xong rồi cái
đi trên đường đi ra sân bay thì cái bắt đầu trên đường đi ba chị em nói chuyện với nhau mà nói chuyện nhiều lắm, buồn ngủ nữa, buồn ngủ rồi nói chuyện, trong lúc nói chuyện thì mới lòi ra đoạn tiền của anh em chứng minh đó, tiền ngồi kìa đó. Thì lúc mà còn tên xe taxi á thì mới lòi ra đoạn tiền của anh em chứng minh, mới bắt đầu tiền mới gọi điện về cho tiền bạn của tiền ở nhà gửi chứng minh cho sếp đem ra sân bay đó. Đó là ban đầu là tiền có chuyện trước rồi, xong đó sau đó tới khánh thì vô trong sân bay rồi bắt đầu là mới cầm khánh có chụp hình trở lại cái chuyến bay đó, khánh chụp hình xong rồi khánh mới đi tới quầy này đi tới quầy kia đi tới quầy nọ thì hỏi rồi chui ra chui vô. Mới đầu thì mình đâu có biết cái ký hiệu của cái vé máy bay đó là cái hãng nào đâu, cho nên mình đưa cho cái chú bảo vệ thì chú nói là vô Vietjet, chui vô Vietjet đứng xếp hàng chắc cũng nửa tiếng hồ. Bắt đầu Khánh đưa cho cái em nhân viên kia thì em nói là nhờ chị đi lộn rồi, bắt đầu chui ngược tới ga cái đi qua bên quầy khác, qua bên quầy khác đứng xếp hàng cả buổi trời tới hồi mà Khánh đưa chứng minh cho cái em làm in vé cho mình đó thì mới em đó nói là hỏi chị mua vé ở đâu vậy. Khánh nói là chị mua vé ở trên mạng á, thì em nói là giờ chị nhờ kiểm tra lại đi chứ giờ ở đây không có, chưa có vé của chị. Thì Khánh mới bắt đầu kiểm, Khánh mới gọi lại các em ngày hôm qua mà Khánh chuyển tiền cho á, thì em nói là tối hôm qua là em quên, coi như là quên in cái vé máy bay luôn. Cái bắt đầu á là giờ quên rồi, giờ xong giờ thế là bắt đầu mình tới quầy mình tự mua vé luôn nghe ha. Lần thứ nhất là tiền bị, lần thứ hai là Khánh bị rồi. Bắt đầu in vé, mua vé xong xuôi rồi tới chỗ in vé xong rồi ba chị em đi lên cái thang máy, chỗ thang máy lúc nãy á. Sau khi mà lên thang máy rồi bắt đầu cởi áo khoác, cởi nón rồi lột dài ra hết, bắt đầu để lên cái chỗ mà người ta kiểm tra hành lý á, người ta mới cho mình qua. Thì mỗi đứa cầm một cái vé và một cái chứng minh cầm trên tay đi qua cái cửa đó xong xuôi hết rồi, vừa đi qua chừng 30 bước chân thôi thì tới Sơn Qua. Bắt đầu Sơn Qua hỏi ủa vé của Qua đâu rồi hai. Bắt đầu là vé của tiền thì Khánh giật lại, Khánh cầm lên tay của Khánh tại vì Khánh sợ là hồi mấy đứa em Khánh làm lạc mất, thì nghĩ là Sơn Qua nó tự cấp vé của nó được đã đời. Quay qua quay lại Sơn Qua kiếm hoài cái vé, mới vừa qua cái cửa thì kiếm lại cái vé không có, rồi bắt đầu là Sơn Qua quay ngược trở xuống dưới đó lại á, rồi in trở lại cái vé. Thì bây giờ là ba chị em mới ngồi đây, đây là cái kỷ niệm mà đáng nhớ, lần đầu tiên mà đi máy bay và coi như là vượt qua 9999 chướng ngại vật, chạy tới chạy lôi chạy xuôi chạy ngược chạy hoài mất mấy tiếng hồ. Hình như là từ hồi mà mình ra đây á là khoảng 4 giờ mình ra đây mà giờ là 6:30 rồi đó, mình chưa được đi đó. Đúng lẽ ra nếu mà Khánh mua cái vé ngày hôm qua mà không có bị trả tiền trả lại á, Khánh chuyển tiền rồi thì sau đó không có vé thì người ta, Khánh gọi điện trả lại thì người ta có chuyển tiền trả lại cho Khánh, người ta trả lại đàng hoàng. Nếu mà đúng lý ra là 6 giờ mấy này là mình 5 giờ mấy là mình bay rồi, mà giờ này là 6 giờ mấy mà vẫn còn ngồi đây chờ tới 7 giờ 10 lên máy bay. Đây là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của ba chị em. Hồi nãy giờ là tiền cứ đòi thôi đi về, bực mình quá thôi đi về. Còn qua thì ui da nhức chân quá, đau chân quá, tại vì đi tới đi lui. Khổ thiệt hả? Thì coi như là một bài học cho mình. Nhưng mà nếu mà lần sau mình có đi thì mình biết rồi á. Mình biết là mình không có, mình cần những cái gì nè, mình sẽ không bị quên những gì. Ví dụ chứng minh, vé máy bay lúc nào cũng cầm trên tay. Rồi kiểm tra vé máy bay trước khi một ngày á, là càng sớm thì càng tốt. Bây giờ là 7:15 mình xếp hàng để mình vô máy bay nha. Mình đi cửa chính nè. Không cần. Cần nè. Nè nè, thật tay vô lấy em nè đi. Nè. Cái rớt nè, thiếu không? Thiếu của chị Tư. Nè. Của hai đâu?
đi ơi. Mai chị 5 giờ. Mai chị 5 giờ. Qua giá tiền mới vừa bật chế độ máy bay lên. Bật chuẩn bị bay lên nha. Ồ, thấy máy bay chưa qua? Thấy máy bay chưa? Thấy không? Máy bay nó như đây vậy. Gung không? Gung không? Không, gung lắm, hơi gung. Tiền gung không? Gung không? Mấy con thôi lên rồi. Ok. Gung hả? Tiền gung còn qua thì không gung lắm. Còn mình giờ mình lên xe nữa. Qua để lên trên luôn ấy. Để lên giữa. Giữa. Ta để nhựa mà. Nhựa rộng rinh nè. Để lên đi. Thấy chưa rộng rinh nè. Rồi còn gung không ra? Ra còn gung không? Tiền còn gung không? Còn không? Còn không? Còn hả? Để đảm bảo an toàn sức khỏe, đề nghị quý khách đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch trong trước chuyến bay và tại sân bay đến. Xin cảm ơn. Mình đi hãng Vietnam Airlines.
Khánh thì do là cầm máy quay cho nên là xin phép ngồi ngay cửa sổ nha. Thì hồi nãy lúc mà mình ngồi vẫn về tới con hưởng mình về cho đi xe á. Về cho đi xe. Hồi nãy lúc mà mình leo lên chiếc xe chiếc xe đó nó chở mình ra giữa cái sân bay để mình lên máy bay đó, chứ mình không có đi bộ ra. Thì lúc mà mình xuống xe rồi cái sân qua sợ đi lộn nữa, sợ gặp cái gì gặp như là sợ gặp thêm một cái gì đó, sợ nó lộn sợ đi ra tới Hà Nội. Cho nên là tuần qua nói cầm cái giấy phép rồi coi kỹ lại ra phải chuyến bay. Cái này gắn đọc đi đợt 21 đi máy bay, có 21 mà mình có đi máy bay nữa, mình đi cho đỡ, mình biết cho đỡ quê chút xíu. Ủa này là gì ta? Này là mây vô. Mây vô hở không được hả? Nè. Mây nè. Việt Nam Airlines cung cấp khăn lau tay chữa cụi và làm đồ có tác dụng kháng khuẩn. Biết. Đó là gì? Quý khách lưu ý không sử dụng lau mặt. Hướng dẫn cẩn thận cho này, trẻ đèn, và người cao tuổi đi cùng trước khi sử dụng. Xin cảm ơn. Lady Jane Chen cho mình. We are serving AJ Butter Handwork, continuing to the point person alcohol. Please don't choose on your face. Dưới đây là gì ạ? Ở chung mà. Nó là chán nó đi ngược phía trong. Mà con không cho thầy ra đốt thầy ra được đó. Đây là khăn lau tay. Đừng chỉ được lau tay thôi nha, đừng lau khăn. Toàn là ký hiệu không mà ha, toàn là ký hiệu không. Sức khỏe của hành khách và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả chuyến bay đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Đó tới cái gì vậy? Còn tàu bay chuẩn bị bay, bao chuẩn bị bay. Ở nhau với mấy lần, ở nhau với mấy lần. Nó buông rồi kìa, nó buông rồi. Cái gì thắt dây an toàn cho chặt lại đi, cho đỡ bị sốc. Thắt cho chặt lại. Gì vậy? Thắt cái gì nữa? Qua hết chặt lại chưa? Thắt cho chặt lại. Đừng có rung nha. Thưa quý khách, quý khách vui lòng dành chút thời gian để theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn chiếu trên màn hình máy bay. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to watch your safety demonstration. Tắt mấy màn hình cho anh. Gặp mấy màn hình lại hết rồi. Thì cái đó cũng là mạng hay gì mà. Không phải, hình như là chuẩn bị cất cánh lên là gặp lại. Rồi khi mà đang bay trên trời thì mở ra cho người ta coi phim chứ. Hay nghĩ là cái mạng mà, cái đó là thiết bị điện tử mà. Đó, không mở ra rồi. Nhưng mà cái này cũng là cái đó là sao người ta coi chứ bộ. À, coi trên đó đó. Giờ mình coi ở trên cái màn hình. Đó, ta dạy trên màn hình luôn á. Mình đang đi hướng nào, mình chuẩn bị đi hướng nào đi. Hướng nào ai biết. Hướng dẫn ăn tròn. Ăn tròn. Ăn tròn trên chiếc đó. Đi hướng mẹ rồi đó. Smoking is not allowed on all Vietnam Airlines flights, including the use of electronic cigarettes. Special life jacket for small children is available on board. Mình hơi rung rồi đó. Nãy giờ máy bay nó bay sụt lùi, nó chạy sụt lùi. Ối. Rung không? Ủa sao không ai cho mình gì đi ối rồi ta? Hả? Bình thường, thấy lạ lạ rồi. Chứ chưa có gì hết. Cabin crew, descend position. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách. Ladies and gentlemen, welcome. Mình đang chờ phút giây cho máy bay cất cánh mà nãy giờ ngồi chờ hoài.
Thay mặt cho hàng không quốc gia Việt Nam, một thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, mấy giờ tiện? Cơ trưởng Đỗ Hùng Phương, tiếp viên trưởng Mỹ Quỳnh và toàn thể phi hành đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay. Còn dưới mặt đất hả vậy? Đẹp quá, thành phố đẹp quá. Vậy là nó bắt trớn ha. Nãy giờ bắt trớn chưa xong. Giờ ở trong khoang máy bay thì ta tắt đèn tối thui à. Mình chỉ nhìn thấy được cái đèn ở bên ngoài thôi, chứ mình hết thấy ở bên trong khoang rồi. Đừng mở đèn ngay chỗ này á, mình đừng mở hai đèn đây á. Cabin crew be set for the off. Đây là cổng ga ở sân bay Cam Ranh. Giờ mình đi ra ngoài, có tài xế đứng đón mình ở ngoài này rồi. Để mình có hẹn trước. Xe của người quen. Hả? Đúng rồi chị. Ừ. Chắc là nghe hai nói chuyện điện thoại nè. Giờ mình lên xe này. Giờ mình đi về thành phố Nha Trang. Khánh có hẹn với người quen ở ngoài này á, người quen kêu xe giùm thì nó thoải mái hơn. Từ đây về thành phố Nha Trang là 300.000 đồng từ sân bay Cam Ranh nè.
nếu như mà mình không có quen thì có thể là tài xế sẽ ăn cái giá cao hơn, nhưng mà mình quen thì chỉ có giá này thôi nha. 2 giỏ đồ ok. Hả? Ngồi trước cũng được. Từ đây mình về Nha Trang mất bao lâu anh? Dạ anh Chi Trang là chị về khách sạn nào? Thì gần trung tâm á. 35 phút chị. 35 phút ha. Ở lại vậy chứ sao không đi?